tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt. Phong tục thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam là tục lập bàn thờ người thân đã chết ở nhà và cúng bái hàng ngày hoặc trong những dịp sóc vọng, giỗ, Tết. Nhiều người Việt Nam, ngoài tôn giáo của mình thường có thờ cúng cả tổ tiên. Đối với người Việt, phong tục thờ cúng tổ tiên gần như trở thành một sự tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Không gia đình nào không có bàn thờ tổ tiên trong nhà, nhưng không phải là một tôn giáo, mà là do lòng thành kính của người Việt đối với cha mẹ, ông bà, cụ kỵ. Đây là một tín ngưỡng rất quan trọng và không thể thiếu trong phong tục Việt Nam, và là một trong các thành tố tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam. Phong tục thờ cúng tổ tiên bắt nguồn từ niềm tin cho rằng linh hồn của người đã khuất vẫn còn hiện hữu trong thế giới này và ảnh hưởng đến đời sống của con cháu. Người Việt cho rằng chết chưa phải là hết, tuy thể xác tiêu tan nhưng linh hồn bất diệt và thường ngự trên bàn thờ để gần gũi, giúp đỡ con cháu, dõi theo những người thân để phù hộ họ khi nguy khó, mừng khi họ gặp may mắn, khuyến khích họ làm những điều lành và cũng quở phạt khi họ làm những điều tội lỗi, do đó cũng ảnh hưởng đến hành động và cách cư xử của những người còn sống trong gia đình. Họ thường tránh làm những việc xấu vì sợ vong hồn cha mẹ buồn, đôi khi muốn quyết định việc gì đó cũng phải cân nhắc xem liệu khi còn sinh tiền thì cha mẹ có đồng ý như thế hay không. Họ cũng tin rằng dương sao thì âm vậy, khi sống cần những gì thì chết cũng cần những thứ ấy, cho nên dẫn đến tục thờ cúng. Với quan niệm thế giới vô hình và hữu hình luôn có sự quan hệ liên lạc với nhau, và sự thờ cúng chính là môi trường trung gian để hai thế giới này gặp gỡ. Ngoài ra, hình thức thờ cúng tổ tiên còn là biểu hiện của lòng hiếu thảo và nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của tiền nhân, nhớ đến cội nguồn của mình, đồng thời cũng là nền tảng cơ sở cho quan hệ gia đình. Trong nhóm Kitô giáo thì người Công giáo Việt Nam vẫn có lập nơi tưởng nhớ tổ tiên, tạm gọi là bàn thờ, với những nghi thức theo truyền thống dân tộc, nhưng họ không xem đó là hình thức tôn thờ mà là tôn kính. Trái lại, nhiều người Tin lành không làm như vậy mà họ chỉ treo di ảnh tưởng nhớ. Trong gia đình người Việt thường có một bàn thờ tổ tiên, ông bà hay còn gọi ông vải, tùy theo từng nhà, cách trang trí và sắp đặt bàn thờ khác nhau. Biển, bàn thờ là nơi tưởng nhớ, là thế giới thu nhỏ của người đã khuất. Hai cây đèn tượng trưng cho mặt trời, mặt trăng, hương là tinh tú. Hai bát hương để đối xứng, phía sau hai cây đèn thường có hai cành hoa cúc giấy, với nhiều bông nhỏ bao quanh bông lớn. Ở giữa có trục vũ trụ, là khúc trầm hương dưới dạng khúc khuỷu, vươn lên trong bát hương. Nhiều gia đình đặt xen giữa đèn và hương, là hai cái đĩa để đặt hoa quả lễ gọi là mâm ngũ quả. Tùy mỗi miền có sự biến thiên các loại quả, nhưng mỗi loại quả đều có ý nghĩa của nó. Phía trước bát hương để một bát nước trong, coi như nước thiêng. Hai cây mía đặt ở hai bên bàn thờ, là để các cụ chống gậy về với con cháu, dẫn linh hồn tổ tiên từ trên trời về hạ giới. Bàn thờ tổ tiên bao giờ cũng đặt tại nơi cao giáo, sạch sẽ và trang trọng nhất trong nhà, dàn giữa đối với nhà một tầng, tầng trên cùng đối với nhà lầu. Trên bàn thờ thì bày biện đồ thờ cúng, bộ tam sự như bát hương, chân đèn, bài vị hay hình ảnh người quá cố, chỗ thắp nến. Đồ cúng cơ bản không thể thiếu hương, hoa, chén nước lã. Ngoài ra có thể có thêm mâm cỗ mặn. Sau khi tàn 2/3 tuần hương thì có thể hạ lễ. Theo đạo Phật, con cháu nhớ tới ngày húy kỵ của người đã khuất, mà cúng chay thì ông bà càng hưởng nhiều phước lộc, không bị đọa đày địa ngục, cháu được siêu thoát. Ngược lại con cháu cậy có nhiều tiền của giết nhiều súc sanh, cúng cùng tiền vàng quần áo giả thì ông bà càng đọa chìm trong địa ngục, mà con cháu không biết, cứ nghĩ là mình cúng ông bà mình nhiều quần áo, ô tô, tiền vàng là ông bà mình sung sướng lắm. Việc thắp hương trên bàn thờ bao giờ cũng phải thắp theo số lẻ 1, 3, 5, 7, 9, 11. Mà tránh thắp số chẵn như 2, 4, 6, 8, 10. Người ta quan niệm rằng số lẻ là dương nên nó phù hợp hơn với tổ tiên, người dương thắp cho người âm. Loại hương thẳng gồm hai phần, chân hương màu hồng đỏ, bụi hương thơm. Có một loại hương vòng bao gồm nhiều vòng hương, có buộc dây, được đặt trên que sắt trong bình hương. Khi thắp hương, người ta phải để hương sao cho thật thẳng, tránh để hương bị nghiêng, méo hay siêu đổ khiến đống lửa giữa các nén hương không đều nhau, làm hương bị tắt lửa. Hương tàn xuống có thể gây cháy những đồ lễ vật trên bàn thờ hoặc gây hỏa hoạn. Khi thắp hương, nếu thắp 3 nén thì sau khi cắm nén thứ nhất, gọi là nén tâm, thì cắm nén thứ 2 bên tay trái, tức bên phải từ trong nhà nhìn ra, rồi cắm tiếp nén thứ 3 bên tay phải. Người Việt thường cúng gia tiên vào ngày sóc vọng. Sóc là ngày mồng 1, vọng là ngày rằm hàng tháng. Lễ Tết, giỗ hoặc bất kỳ lúc nào cần được gia tiên phù hộ như sinh con, đẻ cái, kết hôn, làm nhà, lập nghiệp, có trục trặc về sức khỏe. Đây là cách để thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn.